chào các bạn, mình là Trần Minh, hiện là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Rolex. Mình phụ trách khu vực là Vinh Kim, Phước Hảo, Châu Thành, Trà Vinh. Hôm nay mình có đến thăm farm nuôi của vị khách ở Vinh Kim. Anh thả giống Rolex nay được 49 ngày, hiện tại tôm ăn 95 kg ngày. Cùng mời các bạn xem tôm với mình nè. Tại màu nước rất là đẹp ạ. Đây anh sử dụng men vi sinh là BPT. Tôm rất sạch, da bóng, gan ruột, quá đẹp. Hiện tại xây tôm khoảng dưới 100 con như vậy. Đây sử dụng giống OBS, thuốc OBS 100%, xài khoáng Caramid và bơm test 30.